Sau khoảng 30 phút mua hàng này, xe hàng của Dương đã đầy ắp nước ngọt này, bia này và các loại gia vị phục vụ cho việc nấu nướng. Dương hôm nay rất là đảm đang đấy Dương ạ. Chào Dương nhá, Dương đi đâu mà vui thế? Ở ngoài đây ẩm quá nên Dương nói các bé không nghe rõ, bố nói lại cho các bé nghe nhá. Dương bảo là hôm nay sắp đến Tết rồi, bố và Dương đi siêu thị để mua sắm Tết giúp mẹ. Hai bố con cùng vào siêu thị nhá. Đây là siêu thị Phương Trung. Đấy là chai Pepsi, uống nó giống Coca mà. À đâu? Rồi, đấy cũng Coca rồi. Được chưa? Nước ngọt đã tìm đủ chưa? Bây giờ sẽ đi mua cái gì nào? Xong nước ngọt rồi thì đi mua cái gì nữa? Bánh kẹo à? Rồi. Lấy một lon thôi à? Lấy thêm mấy lon nữa? Lấy một lon này làm sao mà đủ uống?
Thảo đây. À, xem có mì tôm cay của Hàn Quốc không? Thì con thử nhìn xem nào. Đây là mì phở gà. Con thì ăn mì phở gà. À, đây là khu vực bán các loại gia vị phục vụ cho việc nấu ăn. Dương sẽ tìm trong này xem nào để mẹ hay dùng mẹ hay dùng những cái loại nào thì Dương sẽ mua giúp mẹ nhé. Cái đấy không biết là cái gì không? Đúng rồi, dầu ăn. Tương ớt là một món ăn rất là khoái khẩu của hai chị em, nhưng ăn ít thôi nhá, tương ớt ăn nhiều không có lợi đâu. Mua về chấm khoai lang à? Các loại nước ngọt này, các bé nhìn này, nước ngọt này, bia này, và các loại gia vị phục vụ cho việc nấu nướng. Rồi. Dương hôm nay rất là đảm đang đấy Dương ạ. Nhiều thứ mà bố không hình dung ra mà Dương đã nhớ để mua giúp mẹ. Đây là các loại kẹo này, con nhìn thế nào. Rồi. Anh nhìn hết xem những cái loại kẹo nào con thích ăn thì con mua.
Đấy là kẹo đậu đỏ. Đây này, đây còn rất nhiều nữa này. Đâu? Đấy là kẹo đấy, kẹo. Đây kẹo giống như kẹo quế. Kẹo quế. Cái gì đấy? Không thích ăn thì con bỏ vào. Con thích ăn cái gì thì con nhặt. Mua cho chị ạ. Thích vui không? Đội cho nào vừa không? Ây chà, rất đẹp đấy, bộ đấy vừa đấy. Đừng giật ra cái này đấy. Để chân, rồi. À đúng rồi, đây là sản phẩm, đây là sản phẩm hãng Omo mà nhà riêng vẫn hay dùng. Cái này dùng về để làm gì đấy, ăn à hay làm gì? À bố tưởng về ăn. Bây giờ Dương sẽ tiếp tục đi các gian hàng khác để tìm nhá, tìm các mặt hàng mà cần thiết cho phục vụ cho Tết nhá. À xe hàng của Dương lúc nãy đã đầy rồi, bây giờ Dương cầm làn để đi mua cho nó tiện. Đây là sữa, các loại sữa con thích uống loại nào được con nhặt. Sữa gì đấy, nói to này các bạn để nghe thấy thế nào. Thích uống sữa nào thì lấy. Sữa đấy là sữa cam mà. Cái gì đấy? À, thì em chốc uống đây. Đây này, cái này con hay uống cái này. Chocola này này. Đây này, màu xanh này các bạn. Đây này. Bên dưới các bạn. Đây. Không phải à? Không phải, đi một vòng thế nào? Đi một vòng quanh cái tủ sữa này xem nào. Đằng này không mà con, đằng này. Đây, bố nhìn thấy loại sữa mà Dương rất là thích mà Dương chưa nhìn thấy này. Đây này, Dương. Sữa này con rất thích uống đúng không? Milo này. Pha, con thích uống cái này đúng không? Đấy là cái hộp quà khuyến mại của cái sản phẩm sữa Ovaltine. Đây này Dương này, sữa này con rất thích uống này, quên này. Ờ, sữa đây là sữa mút. Ờ, thích thì thôi. Bim bim. Các loại bim bim. Phải lấy mỗi loại một vài gói thì mới đủ ăn chứ. Rồi. Rồi, thế thôi, không này đầy giỏ. Đâu rồi? Trong đấy có cái gì đấy? Con nhặt đi, con nhặt mấy quả đấy đi. Quay. Chưa? À đây là kem.
Kem thì không mua ở đâu, đang mùa đông thì sao mà ăn được kem. Mùa hè phải ăn được kem chứ. Đấy, đây bên này cũng là tủ kem các bạn ạ, trong này rất nhiều kem. Khi nào trời nóng thì sẽ cho Dương đi mua kem về ăn nhá. Đây này, các loại kem này này. Bây giờ ăn là nó đông cứng mồm này đấy. Đấy là sữa ống khẩu à, có thích ăn nha đấy không? À đúng rồi, mua lấy về cho bánh mì. Rồi, đấy là sữa chua. Váng sữa à? À, Dương đã mua đủ các mặt hàng phục vụ Tết chưa? Thế bây giờ mang ra trả tiền cho các cô đây nào. Mang quầy kia để thanh toán đi. À bên kia, bên chú bên này.